Cái món này thì nó xuất xứ như thế nào hả cô? Món này xuất xứ từ các cụ ngày xưa. Thuộc làng Yên Phụ mình hả cô? Thuộc của các cụ ngày xưa ở đây, ở đâu đâu cũng có đấy con ạ. Quà này gọi là quà thời bao cấp ngày xưa đấy. Chào quý vị và các bạn, chào quý vị và các bạn đến với phố Yên Phụ. Nếu quý vị và bạn lần đầu tiên tới Hà Nội cũng như là tới Hà Nội rồi nhưng mà chưa tìm hiểu kỹ về đường với phố thì rất hay là nhầm. Và đây cũng là một cái lỗi mà Duy hay gặp phải, đó là lúc thì gọi là đường, lúc thì gọi là phố. Quý vị đã được xem video này của kênh Hà Nội Phố thì quý vị sẽ nhớ được một cái thông tin rất là hữu ích, đó là Duy đang đi trên phố Yên Phụ. Đây là con phố Yên Phụ, có một con đường nữa cũng là đường Yên Phụ, nó cách ở đây khoảng tầm 1 đến 2 cây thôi. Và tại sao nó lại tên là phố Yên Phụ thì Duy cũng không biết rõ nữa, nhưng mà đây là một trong những địa danh của làng Yên Phụ xưa. Và thưa quý vị, đồng hành với Duy hôm nay vẫn là bạn Dũng, một trong những người mà khá hiểu về ẩm thực cũng như là văn hóa ở khu vực này. Xin chào mọi người, ví dụ như quan điểm của tôi đây là tôi gọi phố Yên Phụ là phố Yên Phụ nhỏ và đường Yên Phụ kia là đường Yên Phụ lớn. Như thế thì mình sẽ không bao giờ bị kiểu nhầm lẫn. Ví dụ anh hẹn bạn đến đâu đấy chẳng hạn, đến phố Yên Phụ thì anh cứ bảo là Yên Phụ nhỏ là có thể nhiều người ta biết luôn. Như tôi là người ở đây khá là ở trên phố khá là lâu năm rồi thì tôi biết đây là phố Yên Phụ nhỏ đấy, gọi thế là rất chi là dễ. À, chứ Yên Phụ kia lên hết đầu Yên Phụ kia là khách sạn Thắng Lợi đấy. Khách sạn cũng khá là lâu năm rồi. Và đi thẳng nữa là giao với phố Nghi Tàm, đường Nghi Tàm. Còn trên con phố Yên Phụ này thì có ngõ 76 kia, 76 Yên Phụ kia là làng cá. Làng cá bây giờ vẫn còn bán. Hồi xưa là em bé là em hay đi xe đạp lên đây mua cá trọi anh. Thì hôm nay con phố Yên Phụ này thì tôi cũng chợt nghĩ thấy một cái đặc sản này nó gần như là cũng khá là gọi là hồi ký, gọi là cổ xưa đấy anh. Món đấy là quê cũng ít người người ta làm đấy ạ. Và tạm gác về vấn đề món ăn thì hôm nay anh đi trên đường Dũng ạ, anh bắt gặp ý, mọi người rất là hối hả, đặc biệt là họ đi xe máy đằng sau đó là đèo rất là nhiều những cái hàng hóa cồng kềnh. Và nhìn vào đó thì anh cảm nhận thấy cái không khí người dân chuẩn bị Tết là sắp về. Sắp Tết ở lời anh ơi, còn có hơn tháng nữa. Vâng. Mình lại phải tìm một cái gì đó để có một cái thêm thu nhập để mua sắm trang trải cho dịp Tết đúng không? Thế anh cảm thấy đói bụng rồi chưa? Thì em sẽ dẫn anh với cả khán giả đi ăn một món rất chi là cổ truyền đấy nhá. Quý vị ơi, theo tôi. Đây rồi anh ơi, đây canh bún đây. Bún canh, canh bún đây. Ngồi rất vỉa hè đây. Ngồi rất chi là vỉa hè đấy. Cô có rau rút không? Hết mùa. Hết mùa. Cô cho cháu 2 bát đi cô ơi. 2 bát. Ít bún nhiều rau cho cô nhé. Ăn rau gì đây cháu? Có rau cần đúng không cô? Rau cần, rau cải, rau muống. Thế cho cháu cần cải đi. Cần cải xong, ok. Ăn giò đầy đủ hay thế nào? Cho cháu giò bò ạ. Cháu ăn rau gì? Chắc có 2 món đấy đúng không cô? Hay là có mấy món đấy? Cần cải, muống. Có 3 cần cải, muống. Vâng. 3 loại rau. 3 loại rau gọi riêng thì mới ngon đúng không cô? Hay là gọi từng món một? Cứ ăn luôn, ăn cả 3 loại cũng được. Ăn 3 loại được, ăn 1 loại thì là ngon hơn. Cháu thích ăn rau, thể dụ cháu thích ăn rau muống thì cháu gọi rau muống. Cho cháu rau cần nhá. Ăn rau cần không gì? Đúng rồi. Ăn rau gì? Rau muống. Hay là rau... Cho cháu rau muống. Rau bò. Rau muống. Cháu rau gì? Cũng rau bò. Hay là cháu ăn đầy đủ. Hai đi. Cháu ăn đầy đủ đi. Cháu ăn đầy đủ. Đấy quý vị thấy món bún này nó khá là giản dị đấy, đơn giản. Đầu tiên là côn đúng tái đúng không ạ? Cần tái mà anh, cần tái cải dư. Tái cải dư. Ăn rau cần phải ăn như này. Nếu như mà không trần thế này mà trần sẵn ý thì là nó bị dai lắm. Đấy. Cái bún này có phải là bún bình thường rồi cô ngâm nó nở ra không cô? Không, bún này cô phải đặt bún to. Bún của món ăn này là đây này. Hành tỏ mỡ này. Được, chuẩn đấy. Và bún này cô luôn ủ ấm hả cô? Cô phải làm.
làm xong cung mới cho vào ủ ủ. Là bún khác này. Bún này là khác. Gọi là bún đúng không? Chợ đâu? Đấy. Hồi xưa hay gọi là bún trương đúng không cô? Em hay gọi là bún trương ấy. Anh thấy nó kiểu trương lên này. Rồi nhìn đứng trương đúng không? Không biết ăn là như thế nào nhưng mà cháu thấy là tò mò đấy. Bình thường thì những cái loại bún nó trương lên thì nó sẽ mềm đúng không ạ? Mềm mà nó dễ đứt. Cái này là bún này là cô phải đặt đấy cháu ạ. Ờ, đặt xong rồi về làm bắt đầu mới làm xong mới ủ được này. Chưa mấy ai bán bún này đâu, bán bún này chỉ phục vụ món này thôi mà anh. Cái món này thì nó xuất xứ như thế nào hả cô? Món này xuất xứ từ các cụ ngày xưa. Thuộc làng Yên Phụ mình hả cô? Thuộc của các cụ ngày xưa ở đây, ở đâu đâu cũng có đấy con ạ. Quà này gọi là quà thời bao cấp ngày xưa đấy. Thế là món này là món thời bao cấp là bắt đầu có rồi đúng không? Cô ơi, so với lại thời bao cấp thì nó khác gì với lại cái thời điểm mà cô đang bán này? Nó khác cái là ngày xưa thì không có giò, bây giờ thì là có giò. Con biết chưa? Ăn thêm để lớp trẻ ăn có tí màu. Ơi, ít ớt tươi ạ. Ớt tươi có ngay. Đâu đưa cô cắt cho. Ăn rau gì đấy? Úi giời, ớt tươi này. Ớt này à, ngon cực luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rau bò hay rau tai đây? Vị ơi, nhìn quả bún này chắc là mình cũng không cưỡng nổi. Cứ chiều đến mà đi này là rất chi là đói. Mình là mình ăn rau cần quý vị ạ. Đấy. Đây là rau cần này. Đây là sợi bún. Sợi bún này khá là dị, khác lạ so với sợi bún bình thường. Và chủ ở đây bà bảo phải đặt. Thì chắc là đúng, đặt thì là đúng rồi. Mấy ai người ta dùng bún này đâu. Chỉ có quán bán hàng nào mới dùng bún này thôi. Anh Duy ơi, ăn đi anh. Rồi, mình xin mời quý vị nhá. Con 1 bát 2 giò, bát 1 giò nhỉ, 55 nghìn. Này của con bao nhiêu tiền con? Bát này của con đầy đủ là 30. Còn đâu bát em này là 25. Ngồi sang đây cháu ơi, anh ra dọn bát đi cái. Và ở đây có một thứ là tóp mỡ, đó là cái hồn của món ăn đấy. Ngon cực. Cháu ơi, cháu ăn rau gì đấy? Cần cải muống, cần. Do đầy đủ anh như nào con ơi? Đầy đủ à, cái này nó còn có rau rút nữa, còn ngon nữa. Hết mùa. Rau rút là phải có mùa. À đấy, các cháu cứ muốn cho lên đâu thì lên. Cô thì chả. Nhờ. Anh em tôi trải nghiệm này, cô chủ bảo thích cho lên đâu thì lên. Thế với gấu quá. Thích cho lên đâu thì lên. Thích cho lên đâu thì lên. Ăn đi anh Duy, hỏi ngon này. Cảm ơn quý vị, đây là cái bát canh bún cua. Canh bún canh hay là bún trương cũng được. Không, nó là canh bún cua là đúng chính xác nhất của các cụ từ ngày xưa đấy. Cái gì cháu? Nhiều hành. Cái nhìn đầu tiên của Duy thì thực sự là nó chẳng giống với bất kỳ một cái bát bún nào cả. Hoàn toàn về màu sắc cũng như là các cái gia vị ở trên đây. Cái hồn của nó là tóp mỡ rồi quý vị ạ. Tóp mỡ này em, tóp mỡ xào với này. Còn tóp mỡ, hành. Cô ấy chiên lên lấy mỡ, phi hành. Và hành này in với cái màu này thì là... Hành này là hành tay phi đấy anh ạ. Chứ không phải là hành ngô tán đâu. Ở đây là giò bò với này giò tai, đúng không? Vâng. Trông rất hấp dẫn. Duy sẽ thử cái nước dùng ở phía dưới đây. Quý vị nhìn thấy một cái nét đặc biệt chưa? Đây là cái rau muống nhá. Rau muống. Rau muống. Có ăn ớt tươi không? Có, ăn cho con ít ớt tươi. Đây là có cả ớt chưng nữa quý vị ạ. Mà ớt chưng. Anh ăn ớt gì thì anh? Thích ăn ớt gì thì ăn. Anh cho ớt tươi. À, ớt tươi để trên đấy luôn ạ. Vâng, con xin. Duy sẽ thử nước dùng. Về anh ghi đầu tiên của Duy về nước dùng đó là màu vàng và cái lượng nước béo cũng khá đầy đủ. Vâng. Cảm ơn cơ sở. Wow. Nước này thì đúng là chỉ có bún canh bún cua mới thấy có cái vị như này mà. Nó cũng na ná giống bún riêu nhưng mà nó khác một cái là bún riêu là có tấm bọng, nó không có bọng. Ừ, đúng rồi.
anh cảm thấy cái vị ngang ngang, vị ngang ngang nhưng mà ăn uống một tí có thể vị ngọt, vị thơm rất đặc trưng của canh cua. Đấy là nó khác bún riêu ấy, là bún riêu cho anh vừa hai bún đốc, anh vừa cho mặc tôm mà anh vừa cho cả bỗng mà cái này là không không có bỗng anh ạ. Đây là làm chua bằng cà chua rồi, khá là hấp dẫn đấy. Anh chưa ăn món này lần nào? Anh chưa ăn ở Hà Nội, tìm được những quán như này anh nghĩ là hơi khó. Không phải kết hợp đâu, đây là món truyền thống mà anh. À món truyền thống à? Canh bún này. À. Biết đâu hồi xưa là bán vào trong cái bát chiên riêu đúng không? Bát chiên riêu, bát le con gà ấy. Đấy. Bây giờ kiểu là về quê vẫn có đấy. Xưa ta ăn bún canh ấy, người ta ăn 2-3 bát là bình thường, gắp hai gắp là hết. Nó có ăn lành không? Thì anh bị nhầm vào sau mấy cái bún bò Huế thứ. Hôm đấy nó đúng kiểu là nhá. Hồi xưa ta đi gánh rong ấy, một quang gánh là một cái thùng bún, một quang gánh là một nồi nước dùng. Anh hiểu không? Người ta gánh, người ta không có giò đâu. Đấy đúng hồi xưa thế đấy. Không. Anh thích ở cái điểm đó là không ngán, cái lượng rau với lượng bún là 50-50 đấy. Và nhìn cái sợi bún nó bung ra như thế này thôi, nhưng mà ăn đấy chúng ta gắp lên không bị đứt nhé. Ăn có cảm giác sờ giật nữa em ạ. Và những sợi bún to nó lại phải vàng ăn ngon xuống. Và mới ngon, và chính nó to như này thì nó quyện được nhiều mỡ, nó thêm cái độ ngậy và nó quyện thêm ngấm thêm được cái gia vị. Toàn là kiểu người ta chưng ngạch cua ấy anh, nó đổ nồi cua này. Giờ ra bán bún này ta phải đặt bún, thế là một cái việc là khá là nhiều cầu kỳ rồi. Bây giờ ta mới hết bún thì anh Bình nhỉ, đúng không ạ? Bình thường anh ăn bún riêu hay là phở gà, bún gà không biết, hết bún anh còn chạy ra chợ được, đúng không? Bún này hết bún thì nghỉ bán luôn. Hết bún thì khỏi bán luôn. Thế là đã cô có nhiều dịp bị. Thế là đã cô có nhiều dịp bị như thế không? Có bị. Nhưng mà nhiều khách thì lại cứ bảo thút bún nhỏ, tại vì nó thèm cái vị canh bún này của cô. Biết chưa? Nó thèm cái hương vị này. Người ta cứ. Đây nó bị khác bún riêu cái là nó không có bỗng thôi. Cái khác bún riêu không có dấm bỗng, không có tai chua, không có ấy. Nó làm chua bằng cà chua anh ạ, màu à. Mà nấu lại phải cái nước là nó phải đặc. Em ơi, cái giò tai của cô cũng ngon. Giò tai ăn giòn và rất là vừa miếng, đặc biệt anh thích cái vị cay của hạt tiêu. Em lâu lâu em không ăn, em ăn nhanh luôn. Nghe thấy ngon quá đúng không? Còn mấy lát ớt quý vị ạ. Đã còn gì là ngon quá. Em thấy thế nào em? Ngon lắm anh ạ. Em đi ăn những món quà quê này, nên gọi là quà Hà Nội đây. Đấy, như cô chủ ấy có bảo là hết bún là chỉ có nghỉ, làm gì ra chợ lấy được. Ví dụ anh là quán bún chả hay là quán bún gì, bún mọc cũng biết. Anh hết bún anh không thể chạy ra chợ anh mua được. Cái này hết bún ai bán? Đó, nhiều người cứ lầm tưởng nó là bún riêu nhưng mà khác đây anh ạ. Khác nhau hoàn toàn đấy. Bún riêu nó có bỗng. Với cái màu nước mình dễ nhận thấy. Cả cái vị nó khác, bún riêu cua cái vị nó khác luôn mà cháu. Đấy như nó nên thế là nó phân biệt luôn mà nó cùng là đúng nấu rồi, bằng cua nhá. Cùng là cùng loại cua. Cùng là nấu bằng gạch cua hết nhá. Đầy đủ hết đấy. Thôi làm sao nó lại có cái vị như thế cơ? Chắc là cô cho thêm cái gì đó nó khác biệt một chút đúng không? Chắc là do cái tay của cô nấu. Anh thấy thực sự là cũng rất là thú vị ở cái điểm mà rất là dân dã, ngồi cạnh cô này là cái bát vừa cầm lòng bàn tay để bê. Hồi xưa thì bán này là người ta bán vào cái bát chiết yêu, cái bát nó nông này nhưng mà miệng nó loe ra nên là bán được rất nhanh, ăn được rất nhanh. Bình thường bún này vào ăn 2 bát là bình thường, đúng không cô? Mà anh nghĩ là vào thời tiết lạnh ấy, đúng không? Mà muốn sửa ấm tay thì cầm cái bát như thế này này, bê ăn này. Hôm nay thì em luôn đi gì trải nghiệm cho khán giả, em không ăn 2 bát rồi. Giờ tắt máy đi em ăn 2 bát.
ngon lắm anh ạ, đấy ăn cực kỳ đấy, nó là cái hồn của món ăn này đấy, tóp mỡ. Nó là tóp mỡ. Cô này tóp mỡ nhá, nó là dính tí thịt, anh hiểu không? Là cô chọn cái mỡ phần của con lợn đấy, cô đi chiên chiên lấy mỡ đấy lại cho vào hành phi luôn, công hai việc luôn, ngon cực. Còn để nói mà hành mà chiên bằng dầu không ngon, phải hành chiên bằng mỡ nó mới ngậy. Anh thấy cái đoạn cuối ăn gần hết này thì bún nó bị phải và thì mới ăn được. Bún này là các cụ là phải bưng ăn bưng và vả. Bưng và vả phải và. Vâng. Nhưng mà vẫn cần đũa đúng không ạ? À, vâng. Ăn món nào nó phải có kiểu của món đấy đấy anh ạ. Rất thú vị. Và đúng không? Ừ, và. Em chỉ anh và đấy là hợp lý không? Ăn rất sướng. Cái tên canh bún cua này có khi là rất là nhiều tên đặt cũng được em nhỉ? Canh bún. Rất là nhiều những cái hành động mà nói đến là cũng là nhớ đến món này. Trước thì có người gọi là bún trương rồi cô nhỉ, đúng không? Bún trương, thấy cái sợi bún nó to to trương trương lên là bún trương. Ăn bún này cứ phải bưng với cả và, cái bún này thế mà ngồi vào bàn thì trông buồn cười. Chưa đến một hàng bún canh bún nào là có bàn. Mình dám khẳng định với cả ngày xưa chỉ có ghế gỗ thôi nhá cháu nhá, cái ghế thấp thấp này này. Cháu biết không, cái ghế thấp thấp ghế gỗ này, gính quang gính đi bán đến đâu thì quang gính hạ xuống, bỏ ghế ra khách ngồi. Thế thôi. Ừ. Bây giờ thì mình ngồi lại một chỗ là ấy. Trước kia cô không bán kiểu như thế ạ? Ờ, mẹ cô. Ừ. Thế là bà bán từ thời gian nào cô? Ôi dồi ôi. Năm bao nhiêu? Cô cũng chả nhớ năm bao nhiêu. Có trà đá hả cô? Có trà đá. Cháu hai cốc. Cô bán món này được lâu chưa cô? Ừ, cô bán cô lại nghỉ. Cô đi làm việc khác, thế xong rồi bây giờ cô lại về cô bán. Mà mới bán đây là năm nay là năm thứ 5 rồi. Bước sang năm thứ 5 rồi. Ừ. Cô thì nhiều nghề lắm. Dạ. Cô cuối cùng cũng theo về cái nghề của nhà mình, truyền thống của Hoàng Bình. Cháu bán bún này, cháu ngồi đâu đây? Ờ, đấy cháu ngồi đi cháu. Địa chỉ này là ở đâu hả cô? 69 Yên Phụ Nhỏ. 69 Yên Phụ Nhỏ. Dạ. À, đấy. Đúng là người dân ở đây thì có cách gọi phố nó khác đúng không? Nếu mà mình tìm hiểu. Cô ơi, thời gian cô bán quán là như thế nào cô? Cô bán từ 10 giờ trưa. Dạ. Cho đến 8 giờ tối. Dạ. Ờ, cô xin. Cái món này có thể anh em mình sẽ để tên là bún phải và. Đây là bún phải và. Rất tuyệt vời. Thực ra là ăn món nào nó cũng phải có cái cách kiểu ăn của nó mới thú vị và nó mới kiểu mang được cái nét đặc sắc của cái món ăn đấy. Đúng rồi. Và mình không những tìm hiểu về nó về cách làm mà cũng phải hiểu về cách ăn nữa, đúng không? Rồi, nhiều khi mình ăn đúng kiểu, ngon hơn. Đúng cách mới là ngon. Đúng thế. Vâng thưa quý vị, Duy Vy Dũng vừa ăn xong, hai anh em lại ra quán nước trà. Ở Hà Nội thì quán nước trà rất là nhiều, hay còn gọi là trà trà. Mùa này uống trà nóng thì tuyệt vời đúng không em? Vâng, trà nóng. Vâng thưa quý vị, khi đến với lại con phố nhỏ Yên Phụ này, thực sự khung cảnh rất là bình yên, đặc biệt là Duy được chứng kiến cái cổng làng Yên Phụ nữa, mang một cái hình dáng của cổ xưa của Hà Nội, của cái làng nghề. Là cá này anh, là cá Yên Phụ. Cá. Phố nhỏ em toàn đi xe đạp bên này mua cá trọi cả chứ mà. Đủ hết mà thôi. Em vừa mới ở cái phong cách làm rồi cách ngồi cách ăn luôn. Cách chế biến cũng rất là hay. Nếu mà có một thang điểm thì anh cho món này 9.5, cũng rất đáng để thử. Mà khi đến Hà Nội gần như là đây là một trong những món rất là đặc trưng. Bán này thử gửi anh vào. Quý vị ơi, mình còn rất nhiều món nữa muốn chia sẻ cho các bạn, rồi sẽ đi đồng hành cùng anh em mình nhiều đó, thì mình lại càng khám phá ra nhiều món hơn. Kho tàng ẩm thực của mình phong phú lắm, quý ăn mãi chả hết. Và cũng có một cái thông tin nhỏ, quý vị cũng lưu ý rằng cứ theo dõi kênh Hà Nội Phố thường xuyên, bởi vì thường là Duy thường up cái nội dung video lên khoảng 11 giờ sáng, và những video của Duy làm ấy thì gần như là rất là nóng hổi, quay hôm nay có thể là ngày mai up.
và nó rất là phù hợp với lại thời điểm mùa ăn uống, cho nên là quý vị đừng nên bỏ lỡ. Và để không bỏ lỡ thì quý vị ấn vào biểu tượng chuông nhé, cái phím đăng ký, để khi dưới up lên những video mới nhất, quý vị sẽ là người đầu tiên được xem chúng và không bỏ lỡ. Hành động đó thì hoàn toàn miễn phí. Còn ai mà chưa có tài khoản YouTube ấy, thì quý vị có thể vào trang Facebook Hà Nội Phố TV. Duy cũng để trong phần mô tả ấy, quý vị tích vào đó, ấn like. Duy cũng up cái đường link video lên đó thì quý vị cũng sẽ được xem chúng ngay lập tức. Và có thể là xem buổi trưa rồi buổi chiều đi ăn luôn, đúng không em? Rủ bạn bè, rủ người thân, hoặc là một mình. Mình tìm một cái không đi ăn thử, tách biệt cái không gian quen thuộc của mình đi, thì Duy nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều cảm xúc khi quý vị thay đổi, cũng như là ăn vào đúng cái thời điểm rất là quan trọng. Ăn đúng thời điểm, ăn đúng mùa, ăn đúng thời điểm, ăn đúng giờ giấc. Có thể những cái món ăn em giới thiệu cho anh Duy, anh thấy nhá, như bánh trôi tàu em phải dẫn anh đi buổi chiều, là đúng buổi chiều, nó như là một món quà chiều. Món này cũng thế, cũng là một trong những món quà chiều. Nhưng hôm video xôi sắn vừa rồi này cũng là phải vừa ngủ dậy ta ăn bát xôi sắn đấy. Nó là ăn đúng giờ, ăn đúng mùa và ăn đúng kiểu. Và mọi thứ đều khoa học, điều độ thì sức khỏe sẽ là vô địch. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới. Xin chào. Xin chào mọi người.